Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh David Family Cuộc Sống Đức. Trong video này, mình sẽ review cho mọi người xem giá cả của các mặt hàng tại siêu thị thì tăng như thế nào. Thì trước tiên mình sẽ đi đến quầy bán bánh mì. Mình đi chợ hàng ngày cũng nhằm mục đích là để mua bánh mì về ăn vào mỗi buổi sáng, để cho bánh mì mình ăn buổi sáng nó có vẻ là tươi ngon, cho nên mình mua bánh mì ăn sáng hàng ngày. Và khi mà mình mua bánh mì ở đây á, thì mình thấy là Đức á, người ta ăn sáng thì thường sẽ là ăn bánh mì và phô mát. Và bánh mì thì ở Đức có rất là nhiều loại bánh mì khác nhau, rất là đa dạng. Và mỗi ngày thì mình thường sẽ mua một cái loại bánh mì khác nhau để ăn vào buổi sáng. Thì khi mà đi mua bánh mì á, thì mình cũng nhận thấy là bánh mì ở đây cũng có tăng về giá. Ví dụ như trước đây mình thấy là một cái bánh mì nhỏ thì giá là 15 sen. Thì bây giờ á, người ta đã tăng lên và giá của nó là 18 sen một cái. Và tất cả các cái loại bánh mì khác mình cũng thấy là giá đã tăng lên. Ví dụ một cái bánh Brezen trước đây mình mua là 30 sen một cái, thì bây giờ mình thấy là người ta đã bán là 35, 37 sen một cái. Đó là trong những cái siêu thị mà người ta bán những cái hàng hóa rất là thông thường thì giá là như vậy. Còn nếu như mà bánh mì mà người ta bán ở các tiệm bánh mì thì giá sẽ đắt hơn. Và theo số liệu thống kê của Liên bang Đức thì lạm phát ở nước Đức vào tháng 10 năm 2022 đã tăng 10,4% so với năm trước. Và cái mức lạm phát này là cao nhất trong vòng 7 thập kỷ vừa qua. Ví dụ như là lương thực thực phẩm ở đây người ta nói là tăng ở mức là 20,3%, trong đó hàng thịt là tăng là 19,3%. Ví dụ một ký thịt bò trước đây mình mua với cái giá là 9 euro thì bây giờ mình sẽ trả một ký thịt bò giá của nó sẽ là 12 euro một ký. Nói chung thì ngoài cái thịt bò thì mình thấy thịt heo hay thịt gà cũng đều tăng giá rất là cao. Và như mình đi chợ mỗi ngày mình cũng nhận thấy được rằng á, là ví dụ như một chục trứng gà thì trước đây mình mua và mình trả với giá là 1 đồng 20 sen một chục trứng, thì bây giờ một chục trứng gà như vậy mình phải trả là 2 đồng một chục trứng gà. Và đặc biệt là đối với cái dầu ăn, thì dầu ăn mà trước đây ngay từ khi mà chiến tranh giữa Nga và Ukraine diễn ra thì dầu ăn đặc biệt là khan hiếm ở Đức và giá nó đã tăng vọt lên, có khi là lên đến là 5 euro một lít mà nhiều khi cũng không có dầu để mua. Thì có thể là do khi đó người ta không có thể vận chuyển được do chiến tranh hoặc là như thế nào đó mà dầu lúc đó rất là khan hiếm. Và cho đến thời điểm bây giờ thì đã trở lại bình thường, tức là dầu đã có nhưng mà giá dầu tăng lên rất là nhiều. Ví dụ như một lít dầu mình sẽ mua với cái giá trước đây á, là 1 đồng 20 sen một lít dầu hoa cải, thì bây giờ mình phải trả là 2 đồng một lít. Tức là mình nói là ở đây tất cả các hàng hóa thực phẩm đều tăng giá. Và theo thống kê thì giá rau củ quả tăng 23% so với năm ngoái. Ví dụ như bức su lơ này thì mình mua hôm nay và mình trả với cái giá là 2 đồng 7 một cái bức su như vậy. Thì giá cả thực phẩm ở trong siêu thị mình thấy là tất cả đều tăng giá. Ví dụ như một cái gói phô mai dùng để ăn sáng thì bình thường mình mua một cái phô mai 400g trước đây á, là giá là 2 đồng rưỡi một gói 400g, thì bây giờ giá của nó là 3 đồng rưỡi một gói 400g. Và tất cả các hàng hóa về trái cây cũng mình thấy rất là tăng rất là nhiều. Và cũng theo số liệu thống kê của Liên bang Đức thì ngoài cái việc là tăng giá cả thực phẩm thì giá cả của tất cả các hàng hóa khác cũng tăng lên 17,8%, và giá dịch vụ thì tăng là 4%. Và tất cả các mặt hàng cũng như lương thực thực phẩm tăng giá là vì giá năng lượng tại Đức hiện nay đã tăng lên rất là nhiều so
so với năm ngoái, nó tăng lên 43% so với năm ngoái. Chính vì giá năng lượng tăng 43% cho nên nó đẩy giá thực phẩm cũng như giá các mặt hàng khác tăng thêm. Và giá năng lượng Đức tăng như vậy á, thì một phần á, là do chiến tranh giữa Nga và Ukraine, và một phần nữa là do Putin. Vì sao? Bởi vì á, là vào đầu tháng 9 năm 2022 thì Putin đã ngừng cung cấp, tức là bán khí đốt sang châu Âu, trong đó có Đức. Chính vì vậy mà giá nhiên liệu Đức tăng lên rất là nhiều. Ví dụ như là khí gas là nó tăng giá lên gấp đôi, 109,8%. Và năng lượng mà dùng cho gia đình, tức là dân dụng nói chung, là nó tăng lên là 55%. Và trong đó thì cái năng lượng mà dùng cho máy sưởi tại trong gia đình là tăng lên 35,6%. Và giá tiền điện thì hiện nay nó tăng lên là 26%. Trong khi đó thì giá dầu diesel ở Đức hiện nay tăng là 37,7%. Và giá dầu ở Đức hiện nay là 2,16 đồng một lít. Trong khi đó thì giá xăng Super E5 là 2,10 đồng một lít, tăng 16,3% so với năm ngoái. Và theo như thống kê thì cái giá xăng dầu ở nước Đức hiện nay là cao nhất trong khu vực châu Âu. Giá năng lượng và thực phẩm tăng là hai yếu tố hàng đầu thúc đẩy cho lạm phát ở Đức tăng cao và làm cho cuộc sống của người dân là bị ảnh hưởng theo. Và cuộc sống của người dân cũng có một phần ảnh hưởng không nhỏ từ cái việc là tăng lạm phát cũng như là chỉ số giá tiêu dùng. Và cho đến bây giờ thì chính phủ đã đưa ra ba cái gói cứu trợ để giúp cho người dân một phần nào trong cái thời kỳ mà lạm phát tăng cao. Nhà nước hỗ trợ giảm giá nhiên liệu vào tháng 7, tháng 8, tháng 6 vừa qua, và cũng như là hỗ trợ cho mỗi người dân đều có thể là mua một cái vé tàu đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng khắp các nước Đức với cái giá là 9 euro một tháng. Trong khi đó nếu như bình thường mình sẽ mua một cái vé tháng để đi lại là mất là hơn 65 euro một tháng. Thì trong tháng 6, tháng 7, tháng 8 mình chỉ trả là mỗi tháng là 9 euro. Vào tháng 9 thì nhà nước trợ cấp giá năng lượng cho mỗi nhân viên đi làm có đóng thuế thu nhập là 300 euro. Mỗi trẻ em thì ngoài cái việc nhận tiền hàng tháng ra thì trẻ em được nhận thêm là 100 euro vào năm 2022. Và từ tháng 10 năm 2022 thì nhà nước sẽ giảm thuế bán hàng đối với mặt hàng nhiên liệu từ 19% xuống còn là 7%. Và phía cá nhân mình thì mình thấy là lạm phát tăng cũng ảnh hưởng rất là không nhẹ đến cái cuộc sống của mình. Ví dụ như trước đây mình đi chợ và mình trả với cái số tiền là 5 euro, thì bây giờ vẫn bán chừng mấy thứ mình phải trả với số tiền là 63 hoặc là 65 đồng thôi cho một buổi chợ. Hy vọng là những cái chia sẻ của mình sẽ giúp mọi người một ít thông tin về cuộc sống Đức. Xin chúc mọi người luôn vui vẻ và may mắn trong cuộc sống.